Gỏi cuốn tôm thịt phiên bản của mẹ Huyền làm và công thức tương chấm ăn một lần là dính hoài gỡ không ra luôn á. Mẹ của Huyền đã khéo tay rồi mà cái đội hình chị em bạn dì của mẹ lại càng khéo hơn. Toàn là nấu món ngon không à, vậy đó kêu lập thêm cái kênh đi rồi con quay cho mẹ mà không có chịu. Ở là còn đỡ rồi nha, còn chịu hỗ trợ Huyền quay clip đó chứ hồi xưa mà kê máy quay ngay một cái là không có chịu đâu. Kiểu như mẹ của Huyền sợ lên trên đây rồi cái làm đồ ăn không ngon hay là có gì cái bị chê á, mẹ Huyền ngại lắm. Trời đất ơi, mẹ phải tự tin lên chứ. Ví dụ như người ta thấy không ngon nhưng mà riêng con á, ăn mấy chục năm nay rồi món nào cũng ngon hết trơn, chưa có chê món nào hết trơn nha. Rồi đây là tất cả nguyên liệu mà mẹ Huyền dùng để làm gỏi cuốn nha, rau sống, tôm, thịt heo. Cái món gỏi cuốn này ngon hay không là nằm ở chỗ cái tương này nè. Thường á người ta sẽ làm bằng tương hột hoặc là nước mắm chua đúng không? Mà không nha, mẹ của Huyền làm tương cà với lại tương đen. Công thức á thì Huyền nót xương xương ở trên màn hình. Mọi người có thể gia giảm tùy theo khẩu vị của gia đình mình đó nha. Nấu lên cho tới khi tương nó kẹo lại vậy là ok rồi đó. Bây giờ là bắt tay vô cuốn gỏi cuốn nha. Chị ba nhà mình á, cái món gì á thì không đảm bảo chứ món gỏi cuốn là chưa thua ai bao giờ. Cho rau, bún nè, tôm với lại thịt vô rồi mình cuốn. Gần xong rồi mình cho miếng hẹ vô. Đó, vậy là có một cái cuốn gỏi cuốn chất lượng rồi đó. Bên đây á thì dì Tư của Huyền đang nạo dừa. Lấy nước cốt nhồi bột để một xíu mình làm bánh canh đó mọi người. Bữa nay là không biết có chuyện vui gì mà mấy dì của Huyền với lại mẹ rủ nhau nấu đồ ăn vậy đó. Mẹ của Huyền á thì lo cái phần gỏi cuốn, còn mấy dì của Huyền á thì lo cái phần bánh canh. Bánh canh cá lóc nhưng mà bột á là tự sắc ở nhà luôn, ngon lắm nha. Người miền Tây mình là vậy đó mọi người. Kiểu như nấu chè ngọt á cũng có nước cốt, mà mặn á cũng có nước cốt luôn, phải béo béo ngọt ngọt ăn nó mới ngon. Cái món gỏi cuốn là món tủ của chị ba mà, cuốn sẹt sẹt cá là xong rồi đó. Giờ quay ra nhồi bột phụ nữa. Muốn cho bột dai ngon á là mọi người nhớ nhồi thêm xíu nước muối nha. Bây giờ á kiểu như á người ta cũng có làm bánh đồ bán nhiều á mọi người, cho nên á đôi khi muốn ăn á đi ra chợ mua cũng có. Còn hồi xưa á nha, nhớ mà lúc Huyền còn nhỏ nhỏ đó, trời ơi muốn ăn bánh gì là mẹ với lại mấy dì với bà ngoại đồ nè là tự mần hết luôn á. Tuy có hơi cực một chút nhưng mà vui dữ lắm. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại nha, ví dụ như ngày bình thường bận bịu thì không nói rồi, nhưng mà kiểu như lâu lâu cuối tuần hay là có dịp gì đó đặc biệt á thì nhà của mình hay rủ nhau gì nè, chị em cô bác trong nhà xúm lại rồi mình nấu món này món kia ăn, cái cùng nhau nói chuyện vậy đó, vui lắm mọi người. Đó bây giờ mấy cái cọng bánh canh gì Huyền sắc á nó cũng đã chín rồi nè. Cá lóc á thì mình cũng dẻ ra lấy thịt. Cái tôm này là hồi nãy mấy dì của Huyền xào lên nêm nếm sẵn rồi nè. Rồi bây giờ mình nấu tới cái nồi bánh canh mình nó chín hết, cho một miếng hành cháy vô. Cuối cùng tắt bếp á là mình cho cái nước cốt đặc vô. Trời ơi tôi nói tới khúc này thôi nó thơm mà mình cảm nhận được cái vị béo luôn á mọi người. Thường thường nhà của Huyền nấu cái gì là hay nấu nồi bự vậy nè, cái mấy bạn vô nói kiểu trời ơi cái nồi này chắc nguyên sớm ăn á. Đừng lo mọi người ơi, nhà Huyền thảo ăn lắm. Nấu vậy đó, ở nhà ăn rồi xong á còn lại á đem múc chia cho mấy dì hay là bà con hàng xóm gì đó cho ngửi miếng. Rồi mọi người có biết làm sao mà hả, quay clip á Huyền ghi âm nhưng mà không có Huyền ăn trong đây không? Trời đất ơi, Huyền đi làm công chuyện ở trên Sài Gòn á, đâu có ở nhà đâu, đi cả tuần lễ luôn. Ở nhà mẹ của Huyền buồn quá, kiểu như cũng nhớ Huyền á nên thôi lôi đồ ra nấu ăn rồi quay lại luôn. Đó, chân dung những người con gái miền Tây đảm đang khéo léo. Mấy món hiện đại á thì mấy dì có thể là nấu không có được, chứ mấy cái món mà kiểu như miền Tây truyền thống hồi xưa là chấp hết nha. Cái cuốn gỏi cuốn của mẹ Huyền cuốn á là nó dẻ mà nó chặt dữ lắm luôn á mọi người. Ai mà mạnh ăn dữ lắm á, ăn cỡ 3 cuốn là no cành hông rồi. Bà ngoại của Huyền á thì có vẻ như là thích bánh canh cá lóc. Để ý nãy giờ thấy múc cái chén lần hai nữa nha. Mọi người mà có thèm cái món gì xưa xưa mà muốn coi lại á, mọi người cứ comment vô đây nè, Huyền kêu mẹ nấu cho. Bánh xèo nhân củ hủ dừa với lại hến lấy ý tưởng từ cột đèn giao thông của họ chị em bạn dì nhà mẹ nè. Cái món bánh xèo củ hủ dừa này là không phải được ăn hoài đâu nha. Lâu lâu á có dịp nhà đốn dừa là mới có củ hủ để làm nè. Sáng á thì mẹ của Huyền tranh thủ đi chợ mua một mớ đồ về để làm bánh xèo. Còn rau á thì không có cần mua đâu, đi ra ngoài sau vườn nè kiếm mớ lá cát lòi, lá cách. Mấy cái loại rau rừng này mưa xuống là nó tốt dữ lắm, mặc sức mà ăn. Bánh xèo mà thiếu lá cách với cát lòi á là nó thiếu ngon 50% luôn đó mọi người. Cái món ăn như là bánh xèo gỏi cuốn hủ tiếu xào đồ nè là mấy cái món đặc trưng của nhà Huyền á. Kiểu như lâu lâu có dịp tụ họp hoặc là nhà có khách á là cũng hay mần mấy món này lắm. Mà mần bánh xèo mần mình không có vui cũng không có xuể đâu nha, phải rủ họ chị em bạn dì xúm xích lại với nhau, một người mần một chuyện vậy đó. Rồi hồi chiên lên xúm lại ăn nó mới ngon. Mấy dì của Huyền đang nạo dừa rửa rau rồi nè. Ôi trời ơi, ta thấy người ta đổ bánh xèo hoài mà mình cũng đổ nữa, có gì đâu coi thôi, để tao làm màu này màu kia nhìn cho hấp dẫn đó. Mẹ của Huyền là kiểu vậy đó, làm clip chung với Huyền riết rồi á, từ một người mắc cỡ không có chịu quay clip, bây giờ là chịu quay rồi mà cũng chịu sáng tạo rồi á hả, tìm tòi mấy cái món lạ lạ lắm chứ bộ. Nhân bánh xèo thì cũng đa dạng dữ lắm, nhưng mà ngày hôm nay mấy dì của Huyền chuẩn bị nhân thịt bằm nè,
tép. Với lại hồi sớm mẹ của Huyền có mua được một ít hến nữa, trời ơi đổ bánh xèo ăn ngon dữ lắm. Nhớ hồi trước á, cái dòng sông trước nhà Huyền á là có rất là nhiều hến luôn. Huyền á lại dì Tư dì Năm đi ra cào xong rồi đi vô còn nấu đãi lên rồi đổ bánh xèo. Hồi nhỏ Huyền hay đòi ăn bánh xèo Nam Bộ, là cái bánh xèo làm từ hến đó mọi người. Mà bây giờ hả, tìm con hến không có ra luôn, mò cũng khó nữa. Phần bột á thì mấy dì của Huyền á sẽ chuẩn bị bột bánh xèo mua pha sẵn đó mọi người, với lại cho thêm bột giòn vô, đánh thêm mấy cái trứng hộp dịch pha vô nữa cho cái bột mình nó xốp. Mà cái nước để mình pha bột á thì mấy dì của Huyền dùng nước cốt để cho cái bánh của mình nó được béo á mọi người. Nêm nếm gia vị, đường, bột ngọt, hạt nêm cho nó vừa ăn, cho hành lá vô nữa. Khuấy bột đều để cho bột nghỉ xíu là mình bắt đầu đổ bánh được rồi đó. Dì Tư của Huyền á thì chọn bánh xèo màu vàng, còn dì Hai của Huyền á thì chọn loại bánh xèo màu xanh, còn màu đỏ thì chúc mẹ của Huyền đổ. Mỗi bà chọn một màu để coi của bà nào thành công nhất nha. Đó, cái bánh xèo màu vàng với lại màu xanh của dì Tư với dì Hai coi bộ là thành công dữ lắm rồi đó nghe. Màu sắc thì đẹp hấp dẫn nè, mà cái bánh nó nhìn cũng giòn nữa. Mà phải công nhận nha, cái bánh màu xanh này chiên lên nó thơm lá dứa dữ lắm mọi người. Huyền không có nhà cái lúc làm, nhưng mà cái lúc ăn nghe thơm dữ lắm nha. Lúc ăn là có nhà. Rồi tiếp tục tới cái bánh màu đỏ của mẹ Huyền. Trời đất ơi, pha bột sao không biết á, chiên thì nhìn nó cũng đẹp đó, nhưng mà nó kiểu hơi bị su cà nang xíu. Cho nên là mẹ của Huyền nhường cái phần đó cho dì Tư chiên luôn, giờ đi làm nước mắm. Dì Tư của Huyền nói trời ơi chơi như mày khôn dữ, cái nào đẹp cái mày dành, còn cái nào xấu xấu cái mày thảy cho tao. Có vui vậy thôi mọi người, chứ có mấy dì chơi chung với mẹ Huyền cũng vui lắm. Có công chuyện gì mần nhiều là mấy dì đều lại phụ mẹ hết trơn á. Này mẹ Huyền á làm nước mắm với lại nước cốt tắc á, sôi lên cho nó kẹo ha, vị mặn ngọt chua cho nó hài hòa, rồi cho tỏi với lại ớt vô. Giờ thì mấy dì của Huyền cũng đã chiên bánh xèo xong rồi nè. Trời ơi nhìn ba màu xanh đỏ vàng hấp dẫn quá ha. Cái tô nước mắm của mẹ Huyền bữa nay làm là nhìn ngon bá cháy luôn á. Bà, cái này là con góp ý cho mẹ với mấy dì thôi nha. Trời ơi cái nhân của uống vừa người ta phải xào lên nó mới ngon. Còn này mấy dì để sống luôn chắc tại quên á. Trời rồi khúc này là Huyền về tới nhà rồi nè. Vừa về tới nhà là có sẵn mâm bánh xèo dọn lên luôn. Trời đất ơi đang đói bụng nữa nhào vô ăn liền. Mê ăn rau dữ lắm luôn nha. Cải bẹ xanh nè, cát lòi, rồi thêm ít rau sống, lá xò chua chua nữa, cuốn bánh xèo vô chấm miếng nước mắm. Trời ơi ta nói trên Sài Gòn về đang đói bụng nhào vô ăn một cái ta nói nó ngon nhất nách. Rồi mọi người thấy có nhân vật áo đen ngồi kế bên Huyền quen quen không? Bạn Hồng ở trên Sài Gòn có về đây chơi quay clip với Huyền vài lần rồi đó, không biết mọi người có nhớ không ha. Trời ơi ta nói hai đứa từ Sài Gòn về thấy mâm bánh xèo nhào vô quất liền luôn, mà ăn vậy nó ngon dữ thần luôn á. Bánh xèo làm với lại nhân củ hủ dừa, củ sắn và hến nữa, ăn nó ngọt thì thôi luôn. Nhà bà nào mà có dịp cưa cây dừa là nhất định phải dành cái phần củ hủ lại để làm bánh xèo ăn nha, ngon lắm.